hiện cho đoàn nên dâng hoa trước Linh Sàng ông. Xin mời đoàn dâng lời cầu nguyện. Xin mọi người cùng có mặt tại đây cùng với đoàn tôi cùng cầu nguyện cho linh hồn du xe. Nên anh cha và con và thánh thần amen. Gia đình và ban tổ chức xin cảm ơn đoàn, xin mời đoàn an tọa tại rạp để các con các cháu được đón tiếp.
Để tiếp cho. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu nên dâng hương, một vị đại biểu nên dâng hoa trước linh sàng ông. Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn làm thủ tục dâng lời cầu nguyện cho ông. Trân trọng kính mời toàn thể cộng đồng dân Chúa hiện diện tại phòng tang hợp ý cùng dòng họ Nguyễn quý chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cụ Giuse. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa xuống cho con ông ơn chẳng chứa trao rồi cho đám môi thánh đưa nguyện xin Chúa vui ra đoái nghe đời con thiết tha Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng con trong gầy ra thánh nước Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Chúa đồng chơi hiển vinh sáng năng. Hằng Chúa con ra khỏi mọi sự dữ. Amen. Này rất thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Ngài trai tìm cực thánh rất thanh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Ngài ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu mà đưa đến cầu sẽ qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ đồng chi mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đứng đau của cùng đứng đau. Xin Chúa nghe lời chúng con nguyện cầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ đồng chi mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đứng đau khổ cùng đứng đau. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chỉ còn ít giờ nữa thân xác cụ Giuse được gửi vào lòng đất Mẹ. Tôi đề nghị trong đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, thay lời cho dòng họ, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và gia đình đã dành thời gian quý báu này cho dòng họ chúng tôi được thăm viếng và cầu nguyện. Xin chân thành cảm ơn. Thay lời cho gia đình tăng quyến cũng như ban tổ chức, xin cảm ơn đoàn và mời đoàn an toàn tại đạp để các con các cháu được đón tiếp. Để tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ba vị đại biểu, hai vị,
một vị đại biểu dâng hương, hai vị đại biểu dâng hoa, nên trước đi sàng ông xin kính mời. Biểu lên dân hương trước nhà thủ tục dâng lời cầu nguyện cho cụ. Danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Lạy đây con dâng Chúa những lời kinh, và lạy đây con dâng Chúa những hy sinh, để đền bù thay bao tội tình, tháng ngày dài ra chốn ngục hình, dần đưa về cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn du xe, xin Chúa thương linh hồn du xe, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn du xe, xin Chúa thương linh hồn du xe, và dẫn tới phố quên muôn đời. Lạy Cha chúng con nơi trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con tha chưa cam dỗ, nhưng khi chúng con đã khỏi sự dữ. Amen. Lạy Cha thánh Cha tìm tới Chúa Giêsu. Thương cho chúng con. Lạy Cha tìm cửa thánh, cửa thánh cho thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cưới vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, vì Chúa chịu chết bao khổ hình, chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim. Xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, vì máu cực thánh xưa tuôn trào, tha thứ tội khiến cho thế nhân. Xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, vì danh Chúa nhân từ, chúng con cưới vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Và chỉ có đêm nay nữa thì hài của cụ quản Giuse sẽ trở về lòng đất mẹ. Vậy tôi đề nghị hai đoàn chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi thay lời cho hai đoàn xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ và gia đình cũng như ban nhạc tang đã dành cho hai đoàn chúng tôi giờ thăm viếng được trang trọng và giờ cầu nguyện cho cụ được sốt sáng một lần nữa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin thay lời cho gia đình tăng quyến cũng như ban tổ chức xin cảm ơn hai đoàn đã đến thăm hỏi và dâng lời cầu nguyện cho cụ. Xin
đoàn an tọa tại rạp để các con cháu được đón tiếp. Để tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dân hương trước ni sàng cụ. Theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đoàn dâng lời cầu nguyện cho cụ. Xin kính mời quý vị khách hiếu đang hiện diện tại phòng tang hợp với đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện tha thiết, cậy vì lòng xót thương nhân từ của Chúa, vì công nghiệp máu thánh Chúa đã đổ ra, xin Chúa thanh thầy và thứ tha những lỗi lầm mà cụ Giuse đã chót phạm vì yếu đuối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thương viếng hồn con, ban xuống cho con ông ân chan chứa, trao dồi cho đáng nguyện. Xin Chúa ngôi ba đời nghe lời con thiết tha, tình thương mẹ nam u co ngày đêm, nhuộn thân sắc hồn tràn ngàn ơn thiên. Này Cha, ông con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa chưa cam dỗ, nhớ cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những hy sinh, để đền bù thay bao tội tình, tháng ngày dài xa chốn ngục tình, dần đưa về tận cõi thiên đình. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và tha thứ ngàn muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn Giuse, xin Chúa thương linh hồn Giuse, và dân tới phố vây muôn đời. Cát bụi hãy trở về với cát bụi, chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Mọi người chúng ta ký gửi thân xác cụ quản Giuse vào lòng đất mẹ chờ ngày phục sinh. Để tưởng nhớ, tôi đề nghị quý vị trong đoàn dành phút tưởng niệm. Thôi, thay lời cho đoàn xin chân thành cảm ơn ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến đã dành cho đoàn thời gian thăm viếng và cầu nguyện đến đây đã hoàn tất, xin được chân thành cảm ơn. Thay lời cho gia đình tang quyến cũng như ban tổ chức, xin cảm ơn đoàn đã đến thăm hỏi và dâng lời cầu nguyện cho cụ. Sau đoàn là con cháu bên nội là họ Cao tộc Lâm Sơn làm công tác chuẩn bị. Tiếp theo chương trình, tôi xin nhân dòng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị đại biểu dâng lễ, một vị đại biểu dâng hương trước linh sàng của ông. Theo chương trình, tôi xin trân trọng hai vị đại biểu
lên dâng hoa trước ni sàn của ông. Chương trình xin mời đoàn dâng lời cầu nguyện cho cụ trước linh sàng cụ. Xin mọi người có mặt tại gia tang cùng đoàn chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho ông quản Du Sai. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chẳng chứa, cho rồi cho đã ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa cũng như trên trời. Xin Cha cho con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Chúa chớ để chúng con khỏi xa cho cám dỗ nhưng cứu con ra khỏi mọi sự dữ, Amen. Chúng con trong khỏi ra thánh đức mẹ Chúa trời, xin Chúa chớ chớ bỏ nợ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn đức nữ lòng chiên hiển vinh sáng lan. Chúng con ra khỏi mọi sự dữ, Amen. Này ra thánh trai tìm nơi Chúa Giêsu thương xót chúng con. Này trai tìm cực thánh cực tỉnh ra thánh đức bà Maria cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Chúa sẽ là ban thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trên cầu cho chúng con. Vì danh Chúa nhân từ chúng con cây vì danh Chúa nhân. Đội mũ gai trên đầu chiều nay còn tàn nhẫn ta trên cha linh hồn dù xa được đến chốn nghỉ ngơi vì danh Chúa nhân từ chúng con cây vì danh Chúa nhân từ trên cha linh kính thưa bác, bố con gửi con về đây cũng đại diện chia buồn cùng với gia đình bác và bác gái và những các cháu và những thân tầng nội tộc vì điều kiện bố con bệnh và tuổi già cũng đã yếu và không thể về được. Bố con chỉ biết gửi lời chia buồn và trong miền Nam cũng đã đọc kinh từ tối hôm qua, ba tối niên rồi, còn cháu còn bố cháu sẽ đọc nhiều hơn. Và trong lúc tôi cũng gửi lời là đến gia đình bác là cầu nguyện thêm cho bác nhiều hơn. Và trong lúc thì chúng ta chung một phép tưởng niệm để ngày mai đưa bác đi. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị dâng hương, một vị dâng tấm lễ lên trước linh sàng của cụ. Trân trọng kính mời. Yeah.
theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đoàn làm thủ tục xin lời cầu nguyện cho cụ. Xin mời quý vị trong gia đang hợp ý với đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho cụ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăng viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa. Chúa trời xin chớ che bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Tranh hiển vinh sáng lang. Hằng che chúng con cho khỏi mọi sự dữ an. Này đã thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con. Trai tìm cực thanh cực tinh đã thanh được bà Maria cộng cho chúng con. Này ông thánh Giuse là bản thanh sạch Đức bà Maria trọn đời đồng trinh cầu cho chúng con. Này các thánh từ đạo Việt Nam cầu cho chúng con. Này đây con dâng Chúa những lời kinh, và này đây con dâng Chúa những nghi sĩ để đền bù thay bao tội tình. Tháng ngày dài xa chốn hồn hình dần cơ mình lần coi thương linh hồn du xe, xin Chúa thương linh hồn du xe và ra thương an muôn tội đời. Xin Chúa thương linh hồn du xe, xin Chúa thương linh hồn du xe và ra thương an muôn đời. Để tỏ lòng thương xót cụ, đề nghị các vị trong đoàn dành một phút mặc niệm. Phút bằng điểm bắt đầu. Thôi, giờ thăm viếng quả đoàn đã Cha hoàn tất. Và con và thánh thần, Amen. Thầy lời cho gia đình đăng quyến cũng như ban tổ chức xin cảm ơn đoàn, mời đoàn an tọa tại rạp để các con các cháu được đón tiếp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một đại biểu dâng hương, một đại biểu dâng tấm lễ lên trước ni sàng của cụ. Xin kính mời. Tỏ lòng thương tiếc cụ mãi mãi đi xa, đề nghị đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay lời gia đình tăng quyến cũng như ban tổ chức cảm ơn đoàn và đề... Kính thưa các quý vị, giờ này đang có mặt tại phòng tang của gia đình. Phái đoàn của chúng con gồm có dì và các cháu thuộc gia đình của dì Trùng Biên, gia đình cậu Mở Minh, gia đình chú dì Trùng Tư và gia đình Mở Tiến. Được tin người bác của chúng con được Chúa gọi về, thay lời cho dì Trùng Biên, cậu Mở Minh và Mở Tiến ở trong miền Nam cùng các em không về được, gửi gắm tất cả tình cảm vào lời chia sẻ phân ưu và lời chia buồn sâu sắc nhất tới bá và các anh các chị trong gia đình. Chút đi thư nhà đi.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện dâng đắng hoa. Đắng hoa ghi dòng chữ gia đình dì Trùng Biên, gia đình cậu Mợ Minh, gia đình chú dì Trùng Tư và gia đình Mợ Tiến. Xin kính mời. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho đoàn nên thắp trầm. Cầu nguyện của đoàn chúng tôi. Xin kính mời tất cả mọi người có mặt hiện diện tại phòng tang cùng với các gia đình để dâng một giờ kinh thật sốt sắng để cầu nguyện cho linh hồn cụ Du Xe Cao Đức Trung là người bác của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chờ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Trong gian chuông tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân tôi. Trong gian chuông tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe. Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu, bày chính sách khôn ngoan,
linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Con vẫn trông thầy Chúa, lòng con tin tưởng nơi ngài, con hy vọng vào ngài, đời con hướng mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, niềm vui theo bước chân cha. Con luôn chạy vào Chúa, tháng nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù cho mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nay chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với linh hồn Giuse trong nước cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi nỗi lầm cho linh hồn Giuse. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Giuse được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ con lớn trên buồn đời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim.
với con bằng xưa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dài khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người. Bàn tay cha dòng xưa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn chế độ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời đi khắp trong tim. Tiếp theo xin tỉnh tất cả các cháu mỗi người một nén hương, đi xung quanh quan tài thắp lên hương trước bàn thờ thiên. Như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu, thiệt thà là những cánh giáp kêu sương chúa ơi. Con chân thành dân vinh quang chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ. Con khấn xin người thương thân, cần cầu là chúa hãy dù thương ban muôn hồng ơn, ban muôn hồng. Bên vực còn luôn khỏi những quân gian thù hằng mũ ác hại. Chỉ còn một ít phút nữa thôi, người bác thân thương của chúng con sẽ mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng. Chỉ còn có một đêm nay, ngày mai bác đã về nơi quê trời. Xin đề nghị đoàn dành phút tưởng niệm bác, phút tưởng niệm bác. Xin cảm ơn ban tổ chức và gia đình đã dành cái thời gian đặc biệt cho đoàn chúng cháu được tham viếng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu. Dâng hương một vị dâng lễ lên trước linh sàng cụ quản du xe, xin trên dòng kính mời. Theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đoàn làm thủ tục để dâng lời gửi cầu nguyện cho cụ quản du xe. Xin kính mời đoàn. Nhân ơn cha và con và thánh thần. Cầu xin Chúa cho con thông ân
cho chi đến y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra chớ cám dỗ nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Này ra thánh trai tìm được Chúa Giêsu. Thương xót chúng con. Này trai tìm cực thánh cực tình ra thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Này ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đông chính. Cầu cho chúng con. Vì danh Chúa nhân từ chúng con cay thì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi vì Chúa đời mẫu gai trên đầu chịu đánh đòn. Chúa nhân từ chúng con cay vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn dù sẽ được lên chốn nghỉ ngơi. Nên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Để tưởng nhớ đến cụ quản Giuse mãi mãi đi xa, đề nghị trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Rồi, thay lời cho gia đình tăng quyến cũng như ban tổ chức, xin cảm ơn đoàn và mời đoàn ăn tạp rạp để các con các cháu được đón tiếp ạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị dâng lễ, một vị dâng hương lên trước ni sàng của cụ. Xin kính mời. Quản Giuse mãi mãi đi xa, đề nghị trong đoàn dành phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay lời cho gia đình tăng quyến và ban tổ chức, xin cảm ơn đoàn, mời đoàn nghỉ tại rạp để con cháu được đón tiếp. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đoàn anh chị em lân cận, quan hệ với gia đình bà quá cố do ông Cao Văn Thắng làm trưởng đoàn vào làm thủ tục lễ viếng. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị đại biểu, một vị dâng lễ, một vị dâng hương lên trước trên sàn của cụ. Xin trân trọng kính mời. Giuse mãi mãi đi xa, đề nghị đoàn dành từng phút tưởng niệm cụ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Hội có liên quan đến bà Mẫn và bà Nhiến. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên dâng hương trước linh sàng cụ quản Giuse. Xin trân trọng kính mời.
chương trình xin kính mời đoàn làm dâng lời cầu nguyện cho cụ quản Giô-se. Xin kính mời đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Để tiếp theo chương trình, xin mời một vị đại biểu các thay mặt cho các quý chức nên điều hành chương trình tang lễ và dâng lời cầu nguyện cho cụ quản Giô-se. Xin kính mời. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, các vị quý khách, họ hàng nội ngoại của gia đình cụ quản Giô-se. Kính thưa các quý vị đang hiện diện nơi phòng tang. Giáo họ Thánh Gia chúng tôi đột ngột nhận được tin bó buồn của cụ bà cùng các con cháu và gia đình tăng hiếu báo tin. Cụ quản Giô-se trong một thời gian chịu bệnh, mặc dù đã được các con cháu và gia đình họ hàng nội ngoại đã chăm sóc và phụng dưỡng, các thầy thuốc tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi, đã vâng theo tiếng Chúa gọi về an nghỉ trong Chúa chút hơi thở cuối cùng lúc 7:05 ngày 9/3, tức ngày 29 tháng Giêng. Sự tiếc thương đối với gia đình thật là vô hạn. Cụ quản đã ra đi, các con cháu đã mất đi người cha, người ông, người cụ, nhất là bà cụ phụ đã mất đi người bạn đời suốt một đời thủy chung. Đến nay cụ đã về an nghỉ trong Chúa. Sự tiếc thương của gia đình thật là vô hạn. Và giờ này là đoàn đại biểu của giáo họ Thánh Gia gồm có các cụ trùm cựu đương, các quý chức cựu đương, hội ca đoàn, hội kèn đồng, hội trống và toàn thể cộng đoàn giáo họ Thánh Gia chúng tôi đã về trước phòng tang để có lời chia buồn, hỏi thăm, động viên cũng như chia sẻ những sự mất mát của cụ bà và toàn thể gia đình tang quyến. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể cộng đoàn giáo họ Thánh Gia, giáo xứ Quốc Lâm, tôi xin được thay lời và chia sẻ những sự mất mát, tiếc thương của gia đình và chia buồn với bà quả phụ cũng như tăng quyến những lời chia buồn sâu sắc nhất. Và giờ này, để đi vào tuần thăm viếng và cầu nguyện cho cụ quản Giô-se, tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ, các quý chức và cộng đoàn chúng ta đứng hướng về thi hài của cụ để bắt đầu đi vào phần thăm viếng. Xin trân trọng kính mời. Để đi vào phần thăm viếng và cầu nguyện cho cụ, tôi xin trân trọng kính mời một cụ trùm cựu lên sái nước thánh trên thi hài linh cữu của cụ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Xin trân trọng kính mời một cụ trùng cựu làm chủ hương và hai cụ thủ dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cứu thi hải cụ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, cụ quản du xe trước đây cũng là một thành viên trong đoàn gia trưởng của giáo họ, và giờ này đoàn gia trưởng cũng nên thắp trầm và kính viếng trước linh hồn của cụ. Trưởng đoàn là ông Cao Văn Điển có dâng lễ và thắp trầm. Xin mời hai vị lên thắp trầm và dâng tấm lễ. Và giờ này là tuần cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn cũng như các hội đoàn giáo họ Thánh Gia chúng tôi. Tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đang hiện diện nơi phòng tang sẽ cùng với giáo họ chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ quản Giuse. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn.
cộng đoàn, người quá cố nằm đây nhắc nhở chúng ta rằng đời sống của chúng ta thật mỏng manh ngắn ngủi, nhưng Chúa là đấng hằng sống muôn đời, và tình thương của Chúa còn mãnh liệt hơn cả sự chết. Chúng con xin phó thác trong tay Chúa người chị em, anh chị em chúng con là linh hồn du xe mới lìa bỏ chúng con. Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm và ban cho linh hồn du xe được sống gần bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bài Con muốn xuôi đôi tay, thành cha con mang tình.
danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt cho ban tổ chức của giáo họ xin được trân trọng kính báo vào 6 giờ 20 sáng mai, mời tất cả các cụ, các quý chức và các hội đoàn về tại gia đình của cụ quản Chu Xe để chúng ta cùng với gia đình di cứu về tại thánh đường giáo sư giáo họ để tổ chức thánh lễ vào lúc 7 giờ thánh lễ an táng. Và theo chương trình nguyện vọng của gia đình thì sẽ vào theo thông lệ của giáo họ thì các cụ là những thành viên trong giáo họ cả sẽ được cầu nguyện trong 3 tối. Thì theo nguyện vọng gia đình là chúng ta sẽ tổ chức vào thứ ba, thứ tư và thứ năm. Và thay mặt cho ban tổ chức của giáo họ xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức tang lễ và gia đình đã tổ chức cho các đoàn hội trong giáo họ cả đã về thăm viếng và cầu nguyện cho linh hồn cụ quản Chu Xe được trân trọng và sốt sáng. Xin được thay lời cảm ơn. Kính thưa các cụ trùm cựu đương, các quý chức cựu đương, các đoàn hội cùng cộng đoàn giáo họ cả, giáo họ thánh gia, kính thưa các quý vị đang hiện diện tại phòng tang. Ông Chu Xe Cao Đức Trung là người chồng, người cha, người ông, người cụ của gia đình chúng con được Chúa gọi về lúc 7 giờ 5 phút ngày 9 tháng 3 năm 2024, tức ngày 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Con thay lời cho mẹ cùng anh chị em chúng con xin chân thành cảm ơn các cụ trùm cựu đương, các quý chức cựu đương, hội kèn, ca đoàn, hội trống, hội gia trưởng cùng cộng đoàn giáo họ cả, giáo họ thánh gia. Các quý vị giờ đang hiện diện tại phòng tang của gia đình đã tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên, đặc biệt làm giờ cầu nguyện long trọng, sốt sáng cho người cụ, người ông, người cha của gia đình chúng con đã được Chúa gọi về. Kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt 88 năm trên dương thế, chắc chắn linh hồn Chu Xe còn mắc lỗi lầm với Chúa. Nhờ lời cầu nguyện của giáo họ cả, giáo họ thánh gia, xin người giảm bớt hình phạt cho người cha của chúng con chóng về hưởng tôn nhan thánh Chúa. Con xin thay lời cho gia đình cúi đầu cảm tạ và tri ân. Tôi xin trân trọng giới thiệu hội hiền mẫu họ cả thánh gia có liên quan đến ông bà Thủy Nụ. Và tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu lên điều hành chương trình lễ viếng. Này Chúa, xin đón nhận linh hồn cụ quản Chu Xe về hưởng tôn nhan Chúa trên nước thiên đàng. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa các vị hiện diện tại phòng tang, thưa ban nhà tang của gia đình tang hiếu, sáng hôm nay hội hiền mẫu của giáo họ thánh gia chúng tôi nhận được tin báo buồn của gia đình tang quyến nói chung, ông bà Thủy Nụ nói riêng, có người cha kính yêu 250 Chúa gọi về an nghỉ trong Chúa. Vợ giờ này cho phép tôi thay lời cho đoàn hội hiền mẫu giáo họ thánh gia tề tiệu tại phòng tang. Trước tiên cho tôi thay phép gửi lời hỏi thăm đến gia đình tang huyến nói chung, ông bà Thủy Nụ nói riêng, lời thăm hỏi, lời chia buồn ân cần sâu nặng nhất. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bay trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi, thì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng xin tha hàn phạt cho linh hồn Chu Xe chúng con đang cầu nguyện hôm nay và còn ra nơi nương điện tội, thì xin Chúa mở cửa ngục ấy cho ra mà đem chúng hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Chu Xe được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem tay mặt Đức Chúa trời sáng nắng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bừng sâu kêu lên Chúa.
xin Chúa hãy thương nhân đời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấm tội, nào ai rối được? Bởi Chúa hằng có lòng đành cùng bề nơi Chúa phán ưa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì nơi ngỡ ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đức Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho niên. Này ngày thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội nỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù ngục và được nghỉ niên. Amen. Chúng con trong cõi đời thánh đức mẹ Chúa trời, xin Chúa chớ chê bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian lan thiêu thôn đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng năng. Lạy ra tay trái tìm đời Chúa Giêsu thương xót chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria chọn đời đồng trinh. Vì danh Chúa nhân từ chúng con cây, vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Giuse lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời, trong mang đỡ đèn thâu giá vàng, xin cho linh hồn du xe được lên chốn nghỉ ngơi. Vì Chúa đội mũ gai trên đầu, chịu đánh đòn tàn lạc tấn thân, xin cho linh hồn du xe lên chốn nghỉ ngơi. Vì danh Chúa nhân từ chúng con cây, vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn du say. Chỉ còn ít nữa là thân xác của cụ quản du xe sẽ gửi về lòng đất mẹ. Tôi xin kính mời các vị trong đoàn dành một phút mặc niệm. Mặc niệm bắt tay này cho hội hiền mẫu của giáo họ Thánh Gia. Xin cảm ơn tổ chức, ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang hiếu đã tạo mọi điều kiện để đoàn chúng tôi thăm viếng và dâng lời cầu nguyện cho cụ quản Giuse. Vì lời cầu nguyện của hội, xin Chúa sớm đưa linh hồn cụ quản Giuse về hưởng tôn nhan Chúa trên đời. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như
sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa tôi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời. Xin mọi người hợp ý để cầu nguyện cho linh hồn Chúa sẽ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Chúa thánh thần buổi thương thăm viếng hồn con và xót cho con âm thầm chán thương sao rồi cho đáng ngồi thái đường nguyện xin Chúa ngôi ba loài nghe lời con thiên hạ tình thương mẹ ngũ con ngày đêm luôn ngàn xa hột sàn lan lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con nay hôm thường ngày và tha nợ ông con như chúng con cũng tha kẻ có lỡ chúng con. Xin chờ để ông con đã cho căng cho nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp đời tôi. Từ cuộc sau tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa giúp tôi xuống bậc thượng thắng giữa muôn trùng sông đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lăn tâm thân tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Từ vừa sau tôi lại van Chúa và Chúa đã nghe tiếng tôi. Khôn ngoan linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cầy trông của các ngài cũng không chết.
sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn nào. Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong nửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi nâu. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết và chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con đừng mong Chúa thôi. Con xin giao về Chúa niềm tin và ước nào đây, được quên đi những âu lo, theo bước chân cha. Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên tình người bên tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Kính thưa cộng đoàn, trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tế thanh tẩy mà làm cho linh hồn Giuse được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Giuse. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và xót thương tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cày trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với linh hồn Giuse trong nước cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha rất nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Giuse. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Giuse được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới bậc sau kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rối được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì nơi Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy về lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đời Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, thì người đã nhận lành hãy thương vô cùng.
Chúa, xin ban cho linh hồn du sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Này Chúa, xin cứu lấy linh hồn du sẽ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Con ta đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi mong nhà, con là lũ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ kia mẹ con cũng lớn trong một đời ca. Xin lớn trên rồi xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, hầu nhọc nhằn xin trái đường hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ân tình, ơn biển trời ghi gắm trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng yêu đã lâu hoa bé nhỏ dạy thơ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng xưa mẹ con ghi nhớ không bao giờ quên. Xin lớn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, hầu nhọc nhằn xin trái đường hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao để đáp ân tình, hơn biển trời ghi khắc trong tim. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.